Hôm nay khởi động review nhẹ nhẹ nha anh em. Bây giờ xe nằm trong nhà lâu quá trời rồi, không có chạy gì trơn trời á. Dịch quá nên anh em cũng đi làm được gì hết á. Rồi. Chạy ra rồi chạy vào. Review nhẹ nhẹ thôi. Làm nhà đất mà xe đậu ở nhà nay mấy tháng rồi đó. Khởi động nào anh em ơi. Nước đâu xe đỏ dữ rồi. Được không? Nước đâu xe đỏ dữ rồi. Máy lạnh. Nó cho chạy nãy giờ cũng lâu rồi đó. Máy lạnh nó ra đó. Em giới thiệu luôn cây lan của em nha. Đang đấu giá cây lan nè. Mùa dịch không có xe ra vào nên đậu giữa hẻm luôn.